Hôm nay chắc là làm một bài của nhạc sĩ Trần Tiến. Tự nhiên tôi nhớ đến cái bài bài Giấc mơ Chappie của nhạc sĩ Trần Tiến. Vì là tôi nhớ là ông có kể là ông viết cái ca khúc này ở ở vùng Ninh Thuận thì phải, Ninh Thuận, đồng bào Rắc Lây đấy. Và ông có điều đặc biệt là cái vùng đồng bào Rắc Lây này thì nó kiểu vùng sâu vùng xa ấy các bác, và khi ông đến thăm cái vùng được để lấy tư liệu chất liệu thì biết là ở đấy người ta không dùng đến tiền, và nhà nhà thường rất là nghèo, nhưng mà không dùng đến tiền thì chẳng có giao thương cái gì cả. Nhà ai cũng có một cái cây đàn Chapi đấy, và họ rất là sống cuộc sống rất là vui vẻ hạnh phúc. Thì thiết nghĩ là trong cái thời kỳ dịch bệnh này chắc là họ là những người hạnh phúc nhất các bạn nhỉ. Đấy. Thì hôm nay tôi muốn ôi cái đàn nó hơi bụi tí ra để thử cái bài này xem sao các nhé. Và cũng muốn là trong cái dịch bệnh này thì cũng có thời gian để làm những cái việc mình này. Lâu lắm mình đã quên mình chưa chú tâm hoặc là mình chưa có thời gian để làm rồi. Thì thời kỳ này lại là một cái thời điểm để mà chúng ta làm những cái việc mình thích mà trước đấy mình chưa có thời gian. Rồi, ok các bác. Chappie.